Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Sinpong Genchison. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Sinpong Gentryson cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần Betamethasone Dipropionate, Glotrimazone, Gentamicin Dạng bào chế Thuốc bôi da Công dụng và chỉ định Giảm các đợt viêm và ngứa của bệnh viêm da và dị ứng da đáp ứng, tràm cấp và mạn tính, viêm da tiếp xúc, viêm da dị ứng viêm da tăng tiết bã nhờn, lichen phẳng mạn tính, viêm da bong vẩy, mề đay, bệnh vẩy nến, ngứa hậu môn, âm hộ, vết bỏng nhẹ hay vết đốt côn trùng. Điều trị nấm da do Candida albicans và lang ben do Malassezia phù Điều trị nấm thân lác, hắc lào, nấm bẹn và nấm bàn chân. Nhiễm trùng bề mặt da do các chủng vi khuẩn nhạy cảm gây ra. Liều dùng Thuốc dùng bôi da Liều dùng Bôi một lượng nhỏ kem lên vùng tổn thương một hoặc vài lần trong ngày. Trường hợp viêm da hoặc chàm có nhiễm trùng da nên dùng phối hợp với thuốc kháng sinh, kháng nấm đường toàn thân. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, cần tránh bôi thuốc trên một vùng da rộng, dùng thuốc dài ngày hoặc băng đắp kín vết thương vì có thể làm tăng sự hấp thu toàn thân của thuốc. Không bôi thuốc vào mắt. Chống chỉ định. Thủy đậu, Herbert Zoster ban đậu bò, giang mai. Viêm da chàm hóa vùng ống tai ngoài với màng nhĩ bị thủng. Loét da, bỏng từ độ 2 trở lên, bệnh cước. Lưu ý khi sử dụng. Độc tính toàn thân và cục bộ thường xảy ra, nhất là khi dùng thuốc kéo dài trên một vùng da bị tổn thương sâu và rộng, trên vùng da bị gấp cong hoặc bị băng đắp. Nếu dùng thuốc cho trẻ em hoặc khi bôi lên mặt thì tốt nhất là chỉ dùng trong 5 ngày. Tránh dùng thuốc kéo dài ở tất cả người bệnh bất kể tuổi tác. Hạn chế dùng thuốc cho trẻ sơ sinh và trẻ em nếu việc mang tã gây hiệu ứng như một sự băng đắp hoặc khi thuốc có thể hấp thu vào máu và dẫn đến ức chế tuyến thượng thận. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ Bội nhiễm do nấm hoặc vi khuẩn có thể xảy ra. Ngưng thuốc khi bị kích thích ra hoặc phát ban. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Nhà sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Sinpong DU Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Sinpong Genchison, đồng thời biết cách sử dụng Sinpong Genchison sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham